mở đoạn nghị luận xã hội thật ấn tượng với phương pháp liên tưởng hình ảnh. Nếu đề bài cho chúng ta ý nghĩa của lòng dũng cảm, thay vì cách mở bài thông thường, các bạn có thể sử dụng những hình ảnh liên tưởng, ví dụ số 1, chim đại bàng. Có lần tôi chợt nghĩ, nếu chú chim đại bàng nghĩ mình là gà không dám bay khỏi tổ, thì làm sao có thể trở thành chúa tể trời xanh, thủ lĩnh của lũ chim? Và chính điều đó gợi cho tôi suy nghĩ về vai trò của lòng dũng cảm đối với mỗi người. Hay, em cũng có thể sử dụng hình ảnh liên tưởng số 2, hoa mọc trên đá. Hoa mọc trên đá, lá mọc bên thềm, trên vùng đất khô cằn, cây hoa dại vốn nhỏ bé, mong manh, vẫn đâm chồi, nảy lộc như thách thức cuộc sống. Hình ảnh chiếc lá, bông hoa kiên cường gợi cho tôi suy nghĩ về ý nghĩa của lòng dũng cảm trong cuộc sống. Các bạn ơi, tham gia cùng chị Hiên trong khóa học 10 ngày để viết những đoạn văn nghị luận xã hội thật ấn tượng nhé. Và các bạn ơi, đề bài ngày hôm nay sẽ là ý nghĩa của điều tử tế trong cuộc sống hay ý nghĩa của lòng tốt trong cuộc sống. Nếu như bình thường các bạn thường viết là trong cuộc sống có rất nhiều điều tốt đẹp và chúng ta cần phải biết trân trọng những điều tốt đẹp ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể thay bằng cách viết như thế này: nếu cuộc đời toàn những chuyện xấu xa, tại sao cây táo lại nở hoa? Hình ảnh những bông hoa táo đến mùa rồi lại nở khiến cho tôi nhớ về ý nghĩa của những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Hãy thử áp dụng cách này, chị tin chắc chắn rằng các bạn sẽ có đoạn văn nghị luận xã hội ấn tượng hơn đấy. Cùng tham gia với chị Hiên trong khóa học 10 ngày để có thể chinh phục 8 cộng môn văn nhạ. Nếu đề bài nghị luận xã hội mà hỏi chúng mình về ý nghĩa của lối sống sẻ chia thì các bạn sẽ mở đoạn thế nào đây? Sau đây sẽ là những cách để các bạn có thể thử sử dụng cho bài viết của mình nhé. Mở đoạn số 1, chúng ta dùng hình ảnh bản nhạc. Nếu ví cuộc đời là một bản trường ca bất tận thì có lẽ sự sẻ chia chính là một nốt trầm sâu lắng chứa đựng giá trị nhân sinh sâu sắc. Cách số 2, chúng ta có thể sử dụng một trích dẫn nói về ý nghĩa của cho đi và nhận lại, cụ thể như thế này: có điều kỳ diệu xảy đến với những người thực sự biết yêu thương. Họ càng cho nhiều, họ càng có nhiều. Câu nói ấy đã khiến tôi nhận ra tầm quan trọng của lối sống sẻ chia. Các bạn có thể thử áp dụng những cách viết nghị luận xã hội này nha. Và nếu muốn viết nghị luận xã hội hay hơn thì đừng quên gặp chị Hiên trong khóa học 10 ngày nhé. Viết nghị luận xã hội mà muốn hay ấy thì cũng cần phải có bí kíp nha. Và đây chính là một trong số những bí kíp gợi ý cho các bạn. Đó là cách mở đoạn và kết đoạn theo hướng đầu cuối tương ứng. Chị sẽ lấy ví dụ một đề bài, đó là về ý nghĩa của lòng tốt, của sự tử tế trong cuộc sống. Chúng ta có phần mở đoạn như sau: nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa, tại sao cây táo lại nở hoa? Hình ảnh bông hoa táo nhắc nhở chúng ta về những điều tốt đẹp vẫn đang hiện diện và có ý nghĩa quan trọng không thể thay thế. Sau đó chúng ta viết kết đoạn: như bông hoa táo đến mùa thì vẫn nở, những điều tốt đẹp trong cuộc sống này vẫn luôn hiện hữu như một lẽ tất yếu. Điều quan trọng là bạn có đủ yêu thương để thấy, để tin, để trân quý hay không. Tức là chúng ta sẽ dùng một hình ảnh và lặp lại nó ở trong mở đoạn và kết đoạn. Để viết được bài nghị luận xã hội hay hơn, cùng tham gia khóa học 10 ngày với chị nhé. Cách mở đoạn siêu hay, siêu độc đáo mà lại rất đơn giản cho đoạn văn nghị luận xã hội, chị sẽ hướng dẫn cho chúng mình nha. Đây là cách chúng ta sẽ đi từ những câu chuyện cá nhân, từ sự trải nghiệm của các bạn, và những cái sự trải nghiệm ấy, câu chuyện ấy tạo ra sự xúc động cho người khác. Chị sẽ lấy ví dụ như thế này. Đề bài đưa ra đó là hãy luôn chuẩn bị cho những điều không mong đợi. Chúng ta có thể dẫn dắt như sau: tôi vẫn còn nhớ trong buổi học cuối cùng của lớp 12, thầy giáo chủ nhiệm đã nói với chúng tôi một điều vô cùng xúc động. Hãy luôn chuẩn bị cho những điều không mong đợi. Đó là bài học mà tôi luôn mang theo bên mình. Hoặc là một đề bài tầm quan trọng của việc học ngoại ngữ, chúng ta sẽ có cách như sau: không có gì cô độc bằng sống một mình ở nước ngoài, không người thân, không tiền bạc và đặc biệt là không một chút ngoại ngữ. Sau đó các bạn có thể dẫn vào nhé. Lại là phương pháp mở đoạn nghị luận xã hội bằng liên tưởng hình ảnh. Đề bài ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu, đó là đề bài về lý tưởng sống. Và cách mở đoạn số 01, chị sẽ sử dụng hình ảnh ngọn hải đăng. Những con thuyền đang ngày đêm lênh đênh trên biển rất cần một ngọn hải đăng để dẫn đường. Và những người trẻ chúng ta đang tiếp tục kiên trì và nỗ lực trong cuộc sống cũng rất cần có lý tưởng sống để soi sáng con đường đến với bến bờ hạnh phúc. Cách số 2, chúng mình sẽ sử dụng hình ảnh đường hầm và ánh sáng. Hành trình đối diện với những khó khăn, thử thách và nghịch cảnh trong cuộc đời giống như quá trình chúng ta đi qua một đường hầm tối. Và thứ ánh sáng soi đường cho chúng ta chính là lý tưởng sống của mỗi người. Các bạn ơi, chúng mình có thể sử dụng phương pháp này cho nhiều đề bài hơn nữa nhé. Hãy đồng hành với chị Hiên trong khóa học 10 ngày để có những cách viết nghị luận xã hội thật hay nha.